Năm năm phẩm nghĩa thậm thâm. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện, thưa Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền này thành tựu công đức thù thắng rộng lớn, vô lượng vô số, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói. Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền này thành tựu công đức thù thắng rộng lớn, vô lượng vô số, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Thiện hiện vì Đại Bồ Tát này đã được trí thù thắng vô thượng, vô biên chẳng cùng với thanh văn và độc giác. Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền trụ trong trí này phát khởi bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng. Do bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng này, trời, người, A Tố Lạc, vân vân ở thế gian không ai có thể vấn nạn, làm cho trí tuệ biện tài của Bồ Tát này cùng tận. Bấy giờ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, có thể trải qua hằng hà sa số kiếp tuyên thuyết các hành động tướng trạng của Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền mà Đức Phật đã nói, hoặc hành động tướng trạng công đức thù thắng vô biên mà Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền đã thành tựu, cúi xin Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì chúng Đại Bồ Tát nói lại ý nghĩa sâu xa, khiến cho chúng Đại Bồ Tát an trụ trong đó, có thể tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn, có thể trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không mau được viên mãn, có thể trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mau được viên mãn, có thể trụ thánh đế khổ tập diệt đạo mau được viên mãn, có thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mau được viên mãn, có thể tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mau được viên mãn, có thể tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mau được viên mãn, có thể tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mau được viên mãn, có thể tu pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma niệm mau được viên mãn, có thể tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa mau được viên mãn, có thể tu năm loại mắt, sáu phép thần thông mau được viên mãn, có thể tu 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng mau được viên mãn, có thể tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp mau được viên mãn, có thể tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mau được viên mãn, có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mau được viên mãn. Phật dạy: Thiện hiện, hay thay, hay thay, nay ông mới có thể vì các chúng Đại Bồ Tát thỉnh hỏi Như Lai ứng chánh đẳng giác về nghĩa lý sâu xa, làm cho các chúng Đại Bồ Tát an trụ trong đó, tu các công đức mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết nghĩa lý sâu xa ấy là không vô tướng vô nguyện, vô tác vô sanh vô diệt, tịch tịnh niết bàn, chân như pháp giới pháp tánh thật tế. Những pháp như vậy gọi là nghĩa lý thậm thâm. Thiện hiện nên biết tất cả những khái niệm đều hiển bày nghĩa lý thậm thâm của Niết Bàn. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Chỉ có Niết Bàn được mang ý nghĩa thậm thâm, hay các pháp khác cũng mang nghĩa thậm thâm? Phật dạy: Thiện hiện, tất cả pháp khác cũng gọi là thậm thâm. Vì sao? Thiện hiện, vì sắc cũng gọi là thậm thâm, thọ tưởng hành thức cũng gọi là thậm thâm, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng gọi là thậm thâm, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng gọi là thậm thâm, nhãn giới cho đến ý giới cũng gọi là thậm thâm, sắc giới cho đến pháp giới cũng gọi là thậm thâm, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng gọi là thậm thâm, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng gọi là thậm thâm, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là thậm thâm, địa giới cho đến thức giới cũng gọi là thậm thâm, vô minh cho đến lão tử cũng gọi là thậm thâm, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng gọi là thậm thâm, thánh đế khổ tập diệt đạo cũng gọi là thậm thâm, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng gọi là thậm thâm, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng gọi là thậm thâm, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng gọi là thậm thâm, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng gọi là thậm thâm, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng gọi là thậm thâm, tam thừa Bồ Tát hành thập địa cũng gọi là thậm thâm, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng gọi là thậm thâm, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng gọi là thậm thâm, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp cũng gọi là thậm thâm, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng gọi là thậm thâm, quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề cũng gọi là thậm thâm, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là thậm thâm, tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm. Hết quyển thứ 449.